Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50 tốc cần có ký hiệu là Hero. Thì con tốc cần Hero này nó đang ICO nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần link sẽ bằng đi mô tả. Thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một tài khoản trên trang của Minecraft các bạn. Sau đó các bạn nhập vào link sự kiện này. Thì các bạn sẽ nhận airdrop này, thì các bạn sẽ nhận 50 tốc cần Hero nữa. Và chương trình airdrop này random cho 2000 winner may mắn nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây, các bạn bấm vào app to wallet đi các bạn. Mà chờ chứ, rồi sau đó thì các bạn bấm vào một zone airdrop nữa các bạn. Rồi video đầu tiên follow trang của Minecraft. Rồi sau đó bạn mới đáp lời mình đã follow rồi, bạn tiếp tục follow dự án của nó nè. Tiếp video dự án này cũng làm gì ra NFT nè các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Facebook nè. Trên trang của Minecraft mình xui lắm các bạn. Mình tạch tay qua không trúng được cái gì hết chứ. Nên mình là biến làm quá. Rồi các bạn like nè các bạn. Rồi sau đó các bạn join vào kênh Telegram, tất cả ba kênh Telegram của nó nha các bạn. Join vào một kênh, hai kênh Zalo nó mai lúc chậm quá các bạn thông cảm nha các bạn. Mơ đăng cái video lên nên làm đó quá chậm luôn. Rồi các bạn mình đập lên nè các bạn. Tiếp tục join tiếp kênh Zalo nữa nè. Rồi các bạn join sao các bạn, để có cấp trang các bạn. Rồi các bạn like nó cái đi các bạn. 202 luôn. 203. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ BNB sở mát trên bét 20 trên dưới chocolate cho mình nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ dí nè. Rồi các bạn gửi vào đây nè. Twitter Hattam. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter của tất cả bạn nè các bạn. Các bạn tạm mở tài Twitter các bạn sẽ thấy được username của mình nè. Facebook name, YouTube name, Telegram name. Rồi tiếp tục thì bạn điền lại username Facebook của mình nữa mà. À, khó khăn ạ. Khăn các bạn. Thì bạn vào Facebook nè các bạn. Trên Facebook các bạn nhắm vào mũi tên nè. Các bạn nhắm vào avatar của mình nè. Các bạn nhắm vào bạn anh cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Đâu ta, không phải cái này các bạn. Nhấp vào anh avatar của mình nè. Rồi các bạn copy dòng thời gian trên cùng các bạn. Rồi các bạn trở về cái link trang của Minecraft hồi nãy nè. Link sự kiện này nè. Rồi các bạn dán đường link Facebook mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bỏ cái từ cái dòng này nè. Facebook các bạn lưu ý các bạn đặt username Facebook mình cho tiện các bạn. Rồi các bạn thêm mã cộng nữa. Tiếp tục thì username Telegram, YouTube. Tiếp tục còn đang là username YouTube thì các bạn mở YouTube của tất cả các bạn ra nè. Trên YouTube thì các bạn nhấp ảnh avatar, nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Rồi các bạn Ngọc Anh MMO. Cái này nó không kêu qua cộng thì các bạn cứ điền Ngọc Anh MMO đi các bạn. Các bạn để mà coi lại. Ngọc Anh MMO các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhập ba anh cùng, nhập vào setting. Copy username mình nằm chỗ này nè. A cộng anh bá số 1, bá số 2. Rồi đây mình copy địa chỉ BNB sẽ bán xe cho mình lại cái hồi nãy. Dán vào đây là nè. Username Twitter cầm win VNNH9. Rồi sau đó các bạn mở ra các bạn. Bấm mở ra hết nhận điều khoản của nó nè. Rồi các bạn bấm sau show này gấp nè. Đây còn cái nữa. Bấm show này gấp các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 tốc cần Hero đến đây mới thúc mình
Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.